Lionel Messi và Cristiano Ronaldo là hai siêu nhân của bóng đá thế giới. Họ đã cùng nhau sở hữu 11 quả bóng vàng trong 12 năm qua. Mà không ngạc nhiên khi họ là hai cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới. Nhưng những người còn lại là ai? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu. Số 10, Antoine Griezmann, 22,7 triệu đô la Mỹ. Griezmann là cầu thủ lương cao nhất trong lịch sử Atletico Madrid. Mùa 2018-2019, anh nhận mức lương lên đến gần 23 triệu đô la Mỹ. Trong 5 năm ở đây, Griezmann đã chơi 260 trận, ghi 133 bàn. Khi sang Barcelona, cầu thủ người Pháp đã phải giảm lương xuống 17 triệu euro. Ở Barca, Griezmann chưa có phong độ thực sự tốt và đang có tin đồn anh sẽ ra đi sau mùa giải này. Số 9, Oscar, 29 triệu đô la Mỹ. Năm 2017, Oscar chuyển từ Chelsea đến đội bóng Trung Quốc, Thượng Hải, SIPG. Tại đây, anh nhận mức lương kỷ lục 26,5 triệu đô la Mỹ, cộng với các khoản thưởng lên đến 29 triệu đô la Mỹ một năm. Tuy nhiên, từ khi đến Trung Quốc, Oscar không còn giữ được phong độ và mất luôn suất vào đội tuyển quốc gia. Hạng 8, Mesut Ozil, 30,2 triệu đô la Mỹ. Mesut Ozil gia nhập Arsenal từ năm 2013. Năm 2018, anh nhận mức lương cao kỷ lục của đội bóng. Ngoài ra, Ozil còn có hai đội tuyển thể thao điện tử, tham gia game FIFA và Fortnite. Hạng 7, Kylian Mbappe, 30,6 triệu đô la Mỹ. Kylian Mbappe là cầu thủ trẻ nhất lịch sử đội tuyển Pháp vô địch World Cup ở tuổi 19. Mbappe gia nhập Paris Saint-Germain theo bản hợp đồng cho mượn từ năm 2017 và năm 2018, anh chính thức ký hợp đồng với đội bóng thủ đô nước Pháp. Mức lương của Mbappe là 20 triệu đô la Mỹ, nhưng anh còn thu nhập từ quảng cáo và tổng thu nhập lên đến 30,6 triệu đô la Mỹ. Alexis Sanchez, hạng 6, 30,8 triệu đô la Mỹ. Sanchez chuyển từ Arsenal sang Manchester United năm 2018. Anh nhận mức lương cao kỷ lục của câu lạc bộ là 21,5 triệu đô la Mỹ một năm, nhưng thi đấu không thành công. Năm 2019, Sanchez chuyển sang chơi cho Inter Milan theo hợp đồng cho mượn, nhưng cũng gặp chấn thương và ít ra sân. Ngoài trừ tiền lương, Sanchez còn có khá nhiều hợp đồng quảng cáo. Năm 2019, anh còn tham gia bộ phim Mi Amigo Alexis. Hạng 5, Andres Iniesta, 32,5 triệu đô la Mỹ. Andres Iniesta chia tay Barcelona năm 2018 để đến đội bóng Nhật Bản Vissel Kobe. Tại đây, anh nhận mức lương tới 30 triệu đô la Mỹ một năm. Iniesta là tác giả bàn thắng vàng giúp đội tuyển Tây Ban Nha đánh bại Hà Lan trong trận chung kết World Cup 2010. Anh hiện xếp thứ 46 cho những vận động viên thu nhập cao nhất của tạp chí Forbes. Hạng 4, Paul Pogba, 33 triệu đô la Mỹ. Paul Pogba gia nhập Manchester United từ Juventus vào năm 2016. Tại đây, anh nhận mức lương 20 triệu đô la Mỹ. Tuy không thật thành công ở MU, nhưng Pogba lại có rất nhiều fan và nhiều hợp đồng quảng cáo với các thương hiệu lớn như Adidas hay game FIFA. Hạng 3, Neymar, 105 triệu đô la Mỹ. Neymar rời Barca chuyển đến Paris Saint-Germain năm 2017. Anh đang là cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất với 222 triệu euro. Mức lương của Neymar ở đây lên đến 70 triệu đô la Mỹ một năm. Ngoài ra, anh còn nhiều hợp đồng quảng cáo với Nike, Red Bull, Gillette. Hạng 2, Cristiano Ronaldo, 109 triệu đô la Mỹ. Sau 9 năm chơi cho Real Madrid, Ronaldo đã ký hợp đồng 4 năm với Juventus vào năm 2018. Tại đây, anh nhận mức lương 64 triệu đô la Mỹ một năm trước thuế. Ronaldo là cầu thủ có nhiều người theo dõi nhất trên mạng xã hội. Anh cũng có nhiều hợp đồng quảng cáo với Nike, Tag Heuer, Herbalife, KFC hay EA Sports. Hạng 1, Lionel Messi, 127 triệu đô la Mỹ. Messi là cầu thủ lương cao nhất thế giới với mức lương 80 triệu đô la Mỹ một năm trước thuế tại Barcelona. Anh đã có 33 danh hiệu với đội bóng này. Messi cũng đã ký hợp đồng trọn đời với Adidas và nhận thù lao 12 triệu đô la Mỹ một năm.